Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trải bài dự đoán tổng quan tình hình của các bạn thuộc nhóm cung lửa ở trong tháng 10 này. Cung lửa thì gồm có Bạch Dương, Nhân Mã và Sử Tử. Thì cung hoàng đạo ở đây thì nó không nhất định phải là cung mặt trời mà nó có thể là điểm mọc AC hoặc là cung mặt trăng của các bạn. Và để cho mình có một cái câu chuyện nó thích hợp nhất với các bạn á, thì mình nghĩ là các bạn nên xem hết những cái điểm nhà này của mình, những cái điểm đó của mình, thì nó sẽ có một cái câu chuyện nó phù hợp hơn và nó chi tiết hơn dành cho các bạn. Lưu ý các bạn, bởi vì đây là trải bài chung cho nên nội dung nó có thể hoàn toàn không phù hợp hết với các bạn. Nếu các bạn cảm thấy có một chi tiết nào đó nó không chính xác thì đó có thể là câu chuyện của người khác, và các bạn hãy đón nhận một cách chọn lọc và một cái tinh thần cởi mở. Đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Ok, và ngay bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với các bạn Bạch Dương. Xin chào Bạch Dương, đây là trải bài dự đoán chung tình hình tổng quan tháng 10 các bạn về công việc và tình cảm. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của Bạch Dương trong tháng 10 có gì nha. Ok, đối với các bạn Bạch Dương á, thì mình thấy câu chuyện đây thế này. Cái câu chuyện các bạn Bạch Dương ở đây nó thể hiện cho mình thấy có một điều, đó là cái kiểu giống như là được cái này thì mất cái kia. Ở đây thứ nhất á, đầu tiên á, là về cái việc công việc của các bạn. Thì mình thấy công việc của Bạch Dương tháng mới này á, nó sẽ có rất là nhiều cái dấu hiệu khởi sắc, nó sẽ rất là tốt. Ví dụ như các bạn sẽ có cho ra đời được rất là nhiều dự án nè, cho ra đời được rất là nhiều ý tưởng, hoặc là các bạn có đón nhận được rất là nhiều cái nguồn tài nguyên, và cái công việc các bạn nhìn chung là mình thấy nó rất là nở hoa, nó rất là tốt đẹp và nó dồi dào. Dồi dào ở đây không phải chỉ về mặt công việc cơ hội mà còn về mặt tài chính nữa. Và các bạn không chỉ dồi dào ở cái khía cạnh là thực, có nghĩa là cơ hội nó đến nhiều với mình có nhiều cái cơ hội và mình có kiếm được nhiều tiền từ những cái cơ hội, những cái việc làm đó, mà nó còn dồi dào theo cái nghĩa là các bạn có nhiều cái hạt giống đó, các bạn tiếp tục trồng, gieo trồng để cho cái mùa sau các bạn gặt. Ví dụ như các bạn đã thành công trong một dự án rồi, các bạn đang nhận được một dự án khác, và các bạn còn quen biết được những cái đối tác rất là tiềm năng, và những cái đối tác tiềm năng này á, hứa hẹn là có thể ví dụ như trong tương lai các bạn sẽ có một cái sự hợp tác với họ, hay là các bạn sẽ có một cái sự trao đổi làm ăn gì đó với họ, thì nó cũng rất là tốt. Có nghĩa ở đây là mình thấy cái công việc của các bạn là tháng này nhìn chung á, thì với cái lá địa Empress ở đây á, thì mình thấy là nó tốt, nó màu mỡ, nó dồi dào. Và nhìn chung thì mình thấy là các bạn sẽ đạt được khá là nhiều cái thành công và cái bước tiến ở trong cái công việc của các bạn. Tuy nhiên mình thấy á, cái thể cái xu hướng dồi dào này là cái xu hướng tốt này nè, nó sẽ khiến cho các bạn trở thành một cái dạng, nó đưa đến hai cái xu hướng. Cái xu hướng thứ nhất á, là các bạn vơ hết tất cả luôn, có nghĩa là cơ hội nào các bạn cũng lấy, cơ hội nào các bạn cũng nhận, các bạn nhận hết tất cả về mình, và nó sẽ khiến cho các bạn bị quá tải. Mà khi mà các bạn bị quá tải như vậy á, thì các bạn sẽ không thể nào mà kiểm soát hết được, các bạn sẽ không thể nào làm hết được, và cái chất lượng công việc nó không thể đạt 100% được, thì cái đó cũng là không tốt dành cho các bạn. Cho nên á, nếu mà các bạn rơi vào cái trường hợp như vậy á, thì mình nghĩ là các bạn nên buông bớt ra, các bạn nên hãy lựa chọn những cái gì mà nó thật sự nó phù hợp, nó thật sự là nó mang lại cái sự phát triển cho các bạn, hoặc là nó thật sự là nó theo cái ý thích của các bạn, theo cái mong muốn các bạn. Đừng có vơ hết tất cả mọi thứ vào mình thì các bạn sẽ bị quá tải, không làm nổi. Và cái xu hướng thứ hai ở đây á, là có thể là các bạn sẽ cái xu hướng thứ nhất á, cái việc quá tải đó nó có thể bắt nguồn từ cái việc giống như là các bạn tự tin quá, kiểu như là mình tự tin là mình có thể làm được tất cả mọi thứ, và mình bắt đầu mình có một cái xu hướng kiêu ngạo, chỉ có tôi mới làm được việc này, mọi người khác không làm được, hoặc là đại khái như vậy. Thì các bạn nên kiềm chế bớt cái xu hướng đó của mình. Và cái yếu tố thứ hai ở đây có thể là các bạn sẽ rơi vào trường hợp là các bạn tự ti, giống như là đó giờ các bạn chưa được nhận một cái dự án lớn, hoặc là các bạn chưa được nhận một cái đối tác lớn như vậy, và các bạn sẽ bắt đầu kiểu giống như là mình không đủ khả năng đâu, làm sao mình có thể đủ khả năng được.
Và các bạn mình cảm thấy là các bạn giống như kiểu là sẽ hơi bị hơi bị tự ti, rồi có thể các bạn vì cái sự tự ti đó mà các bạn đẩy xa, đẩy đi những cái cơ hội của mình, hoặc là các bạn từ chối, hoặc là vì thấy các bạn tự ti như vậy cho nên có thể là lần sau người khác sẽ ngại giao những cái công việc đó cho các bạn, hoặc là đối tác của các bạn sẽ cảm thấy là công việc làm có vẻ nó không có được vui, nó không có được vui vẻ trơn tru, thì thôi lần sau mình không hợp tác nữa. Ví dụ như vậy thì đó là cái xu hướng cận tránh ha. Và có một yếu tố ở đây á, là các bạn có thể làm việc với một cái nhân vật mà mình thấy cái nhân vật này á, họ hơi nói chung là họ cũng giống bạn á, có nghĩa là họ cũng nhanh nhạy, họ cũng có nhiều cái ý tưởng độc đáo. Tuy nhiên là mình thấy có một cái nét là cái người này họ họ hơi mang cái tính là cẩn thận kỹ lưỡng, và họ sẽ suy xét rất là nhiều về cái mặt lý tính. Còn những bạn Bạch Dương á, thì có thể các bạn sẽ mang trong mình chút ít nào đó cái sự là giống như là để cái nhiệt tình nó dẫn dắt, để cái lửa nó dẫn dắt, và có thể là các bạn đôi khi mình làm cái hành động, mình quyết định một cái gì đó, hoặc là mình nói một cái lời nào đó nó vội vàng, nó không có được chỉnh chu, nó không có được suy xét, thì các bạn còn để ý cái khía cạnh này. Và mình thấy ở đây á, trong cái môi trường làm việc của các bạn á, nó có một cái đính đề cao là có thể bạn là cái người hút tài nguyên, bạn là cái người hút những cái nguồn lực về, nhưng mà một mình các bạn cũng không thể nào mà mình handle nổi, mình kiểm soát, mình xử lý được hết tất cả những nguồn lực đó. Các bạn cần phải rải bớt ra, các bạn phải chia việc bớt ra và chấp nhận là chúng ta chỉ làm tập trung vào những cái gì mà chúng ta thật sự là phù hợp nhất. Hãy để mỗi người phát huy được hết cái sở trường của bản thân mình, thì mình thấy cái việc công việc của các bạn nó sẽ tốt hơn. Nhìn chung là công việc các bạn nó tốt đó, chỉ còn một số điểm lưu ý như vậy. Cho dù á, các bạn đứng ở cái vị trí trung tâm, ánh đèn rọi vào, hay là các bạn đứng ở vị trí hậu cần thì cái vai trò nào nó cũng quan trọng như nhau. Và chỉ cần các bạn làm việc với đam mê, với sự nhiệt tình, với những cái trí tuệ của các bạn, thì mình tin là các bạn sẽ luôn tỏa sáng dù các bạn ở trong cái vị trí nào. À, tuy nhiên ở đây á, mình lại cảm thấy là cái mặt tình cảm của các bạn nó lại không có được tốt như cái mặt công việc. Đối với những bạn nào mà các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ á, thì có thể khả năng cao là cái mối quan hệ các bạn đang gặp trục trặc. Trục trặc ở đây á, là nó ví dụ như trục trặc giống như dạng là có một cái nhân vật khác họ xuất hiện, họ chen vào cái mối quan hệ này, hoặc là cũng có thể là các bạn phải gặp một cái người khác xuất hiện nãy đây, là có thể về phía bạn hoặc về phía họ ha. Hoặc là cũng có thể bạn rơi vào một cái trường hợp là bạn không có đủ thời gian cho cái tình cảm, cho nên cái chuyện tình cảm nó không có được vun trồng đầy đủ, nó không có đủ thời gian dành cho nó, từ đó nó nảy sinh ra những cái mâu thuẫn. Nhưng mà nhìn chung mình thấy ở đây á, nó sẽ có một cái sự lên xuống khá là thất thường, hoặc cũng có thể là đối phương các bạn họ tự nhiên họ có những cái hành động mà các bạn cảm thấy lạ, những cái việc các bạn cảm thấy là nó không có được bình thường. Thì mình thấy ở đây á, những cái dấu hiệu mà các bạn, nếu mà các bạn nhận thấy có một cái dấu hiệu nào đó nó không được bình thường, nó lạ, nó có cái gì đó nó sai sai, thì các bạn hãy tin rằng cái điều các bạn biết á, các bạn nghĩ là đúng, chứ không phải là các bạn hoang tưởng đâu, không phải là làm việc nhiều quá rồi bắt đầu đâm ra hoang tưởng đâu, mà là thật sự có một cái vấn đề đó trong cái chuyện cái mối quan hệ này. Và mình thấy cái mối quan hệ này nó đang bị không có được ổn định, nó có rất là nhiều cái sự bấp bênh, cho nên mình thấy cái nền tảng của cái mối quan hệ này các bạn cần được xây dựng lại ha. Ít nhất ở trong cái mối quan hệ này có một người là có vấn đề về cái niềm tin, có vấn đề về sự tin tưởng, có thể là trong quá khứ họ từng bị phản bội, họ từng gặp những cái chuyện nó không có được vui vẻ, cho nên thành ra cái xu hướng của họ có thể họ luôn nghi ngờ, hoặc là cái xu hướng của họ là họ luôn có một cái sự dự phòng để tránh cái sự phản bội, vì khi mà phản bội thì mình tránh cái chuyện là mình bị bỏ lại, thì họ có thể có một sự dự phòng nào đó. Cho nên các bạn có thể xem xét, suy xét cái khía cạnh đó. Còn những bạn nào mà đang độc thân á, thì mình thấy các bạn sẽ tiếp tục độc thân và tập trung vào cái công việc của các bạn, cái cuộc sống cá nhân của các bạn. Và mình thấy á, là tụi bài này nó khuyến khích là mặc dù các bạn đang độc thân, nhưng mà các bạn đang có một cái đang tạo nên một cái sức hút cho riêng bản thân mình thông qua cái sự tốt bụng, thông qua cái sự giống như là dịu dàng tốt bụng các bạn á, nó sẽ biến các bạn thành một cái thỏi nam châm để các bạn hút những cái điều tốt đẹp, những cái may mắn hạnh phúc, thậm chí là người yêu đến trong cái cuộc sống các bạn. Và ở đây á, cũng có nói đến một cái lời khuyên dành cho các bạn là mình cảm thấy như là trong cái tháng này nè, cái việc mà giao tiếp của các bạn á, nó sẽ có nhiều cái gọi là vượt trội thì cũng không hẳn, nhưng mà nói chung là các bạn sẽ có được nhiều cái sự may mắn ở trong cái việc giao tiếp nè, nói chuyện, suy nghĩ hoặc là tư duy. Các bạn sẽ có rất nhiều chuyện đó, và các bạn nên giữ cho đầu óc mình là một cái đầu óc cởi mở để đón nhận những cái ý tưởng mới. Bởi vì mình cảm thấy là có thể sẽ có rất là nhiều cái ý tưởng mới nó đến với trong cuộc sống các bạn. Và trước giờ ở Bạch Dương thì mình thấy là các bạn trong cái trải bài này á, có thể các bạn
thường xuyên nhìn ở một góc nhìn thôi, hoặc là khi mà các bạn đã định cái điều gì là các bạn rất là bám chắc vào cái điều đó, nó tạo thành một cái xu hướng hơi bảo thủ, thì có thể là các bạn sẽ được khuyến khích là mở lòng hơn, mở mang cái đầu óc hơn, cởi mở hơn để các bạn đón nhận những cái ý tưởng mới, những cái mảng màu mới nó bước vào trong cái cuộc sống của các bạn. Và vì cái góc nhìn của các bạn nó đang hơi bị không phải hạn, cũng không phải gọi là hạn chế, nhưng mà nó hơi bị cố định, nó không có được cái sự linh hoạt. Mà mình thấy cái sự linh hoạt đó, nó thêm vào cuộc sống, nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Cho nên nếu như tháng này đột nhiên có những cái suy nghĩ mới thì các bạn hãy thử mình đón nhận những cái suy nghĩ này, mình cho nó một cơ hội xem sao. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn Bạch Dương. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn nhân mã. Chào nhân mã, đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình công việc cũng như là tình cảm của các bạn trong tháng 10 này. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của nhân mã nha. Đối với các bạn nhân mã thì mình thấy á, về khía cạnh công việc trước đi ha. Về khía cạnh công việc thì trong cái tháng này là các bạn nhân mã sẽ được rất là được khuyến khích theo theo cái hướng đó là các bạn làm việc nhóm. Làm việc nhóm nè, có đội, có team của mình, hoặc là cái công việc các bạn đang làm á, ví dụ như có thể nó cũng không liên quan đến ai, các bạn không làm việc nhóm nhưng mà các bạn làm một phần trong một khâu và các bạn phải làm việc tiếp xúc nhiều người khác. Còn trong trường hợp khác thì cũng thế, là các bạn gặp nhiều đối tác hơn. Nhìn chung á, là cái sự va chạm và tiếp xúc của các bạn với những cái người khác trong cái tháng này nó là một phần rất là quan trọng trong khía cạnh công việc của các bạn. Mình cảm thấy là các bạn khả năng là các bạn sẽ có được những cái đối tác mới, những cái mối quan hệ mới. Hoặc là các bạn phải xây dựng những cái mối quan hệ mới, những cái giống như là những cái liên kết để cho các bạn làm việc nó thuận lợi, nó trôi chảy hơn. Bởi vì mình thấy khả năng là các bạn sẽ phải được yêu cầu làm theo một cái quy trình khác hoặc là một cái phương pháp khác. Có thể trước giờ trong công việc các bạn ví dụ như là một người quen làm một mình rồi, handle một mình, hoặc là các bạn đã quen với một cái đội nào đó rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn lại gặp một cái đội khác, các bạn lại gặp một cái nhóm khác. Và cái việc đó nó đòi hỏi các bạn phải có lại một cái chiến lược, xây dựng lại một cái chiến lược, một cái kế hoạch lại. Và các bạn phải có những cái sự thay đổi trong góc nhìn để nó phù hợp hơn, có thể là phù hợp hơn với môi trường mới hoặc là phù hợp hơn với cái đội nhóm mới, cái hoàn cảnh mới mà các bạn đang bước vào. Thì ở đây ha, mình thấy á, là các bạn đã có sẵn cái sự, có nghĩa là mình thấy các bạn nhân mã thì trong cái khía cạnh công việc của các bạn cũng là một người rất là sáng tạo và các bạn được đánh giá cao về cái khía cạnh này. Tuy nhiên là mình thấy các bạn còn lắng nghe nhiều hơn về trực giác của bản thân và các bạn hãy giống như là cởi mở hơn á, trong cái tình huống này. Ở đây các bạn có hai lá đều nói về cái việc á, là các bạn còn có những cái sự suy xét lại, làm việc lại, thay đổi cái góc nhìn, lắng nghe cái tiếng nói nội tâm nhiều hơn ở trong cái công việc của các bạn. Cho nên trong trong cái tháng này ha, trong cái tháng này thì nâng cao khuyến khích cái tinh thần là làm việc nhóm, hợp tác, đối thoại với những cái người khác. Và nếu trong tháng này các bạn được khuyến khích là ví dụ như mình xây dựng một cái chiến lược mới hoặc là mình xây dựng một cái phương pháp làm việc mới, thì mình thấy các bạn có thể thử cái phương pháp đó, làm theo thử cái phương pháp đó. Điều này cũng có thể nói dự đoán trước về một cái việc là ví dụ như công ty các bạn đột ngột có một cái sự thay đổi trong cách làm việc, hoặc là giống như kiểu các bạn được yêu cầu phải cải tiến, cải tổ mới cái cách làm việc của các bạn. Về cái vấn đề mà tiền bạc á, tài chính đó, thì mình thấy là các bạn sẽ không có quá nhiều cái sự thay đổi, hoặc là không có quá nhiều cái sự gọi là thăng lên hoặc là tụt xuống đâu, bởi vì mình vẫn cảm nhận rất là rõ cái đích gọi là cái trọng điểm của cái tháng này á, nó có hai điều. Thứ nhất
là các bạn làm việc nhóm, thứ hai là về cái cách làm việc, cái phương pháp làm việc và cái góc nhìn của các bạn trong công việc. Đó là hai cái điểm chính mấu chốt mà các bạn cần phải chú ý ở trong cái tháng này. Và ở đây nó nói là có thể vì những cái yếu tố này các bạn sẽ gặp stress, các bạn gặp những cái sự căng thẳng, các bạn gặp những cái sự mệt nhọc, thì các bạn có thể sử dụng cái phương pháp thư giãn thả lỏng thiền chẳng hạn. Nó sẽ mang đến được cho các bạn những cái sự thoải mái, những cái sự thư giãn. Ở đây nó cũng nói rằng á, các bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình. Ví dụ như các bạn có một cái phương pháp làm việc nó lạ nhưng mà các bạn cảm thấy nó hiệu quả, và khi mà các bạn nghĩ ra phương pháp này các bạn cảm thấy rất là thoải mái, thì hãy nghe theo những cái điều đó, tập trung lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình. Còn về vấn đề tình cảm của các bạn á ha, thì mình thấy á, các bạn nhân mã lúc này á, các bạn ở trong một cái trạng thái là các bạn rất là nó có thể nằm ở cái khía cạnh là các bạn cảm thấy là mình chưa có sẵn sàng để bước vào một cái mối quan hệ khác. Mình không phải là mình cảm thấy các bạn không có người theo đuổi nha, các bạn có người theo đuổi, thậm chí một số đối tượng các bạn còn có nhiều người theo đuổi nữa, nhưng mà các bạn không có sẵn sàng, các bạn cảm thấy mọi thứ mông lung đó. Nó cũng có thể bắt nguồn từ việc là bên trong các bạn có một cái nỗi đau nào đó mà các bạn cần phải làm việc với nó trước, các bạn cần phải học cái sự tha thứ trước. Cái nỗi đau này có thể từ tất cả mọi khía cạnh, ví dụ như là bạn bè, gia đình, người yêu cũ chẳng hạn. Nó có thể là các bạn bị phản bội, các bạn bị bỏ rơi, đại khái là như vậy. Thì những cái vết thương này nó còn ở bên trong các bạn á, nó vẫn khiến cho các bạn chưa có đủ dũng cảm để các bạn bước đến một cái mối quan hệ khác. Và mặc dù có nhiều mối quan hệ như vậy nhưng mà các bạn vẫn không chắc chắn lắm là liệu cái người đó có yêu mình hay không, liệu mình có sẵn sàng hay không. Nhìn chung là các bạn, nếu mà các bạn vẫn còn độc thân thì khả năng rất là nhiều đó là vì các bạn chưa có sẵn sàng, vì các bạn đang muốn độc thân, vì các bạn đang có những cái vấn đề còn làm việc với bản thân mình. Và mình thấy ở đây á, lời khuyên cho các bạn á, là một một hoặc là những cái đối tượng đó họ có những cái đặc điểm có thể là nó hơi khác so với những cái gọi là cái vùng an toàn của các bạn á, nó hơi khác so với cái hình mẫu cố định của các bạn. Cho nên á, nếu mà các bạn muốn có một cái câu chuyện khác, một kết cục khác á, thì các bạn cần mở lòng đón nhận những cái điều mới, giữ cho đầu óc của mình nó được trong cái trạng thái là không phải là mong cầu mà là trong cái trạng thái đón nhận, cứ đón nhận hết tất cả những gì mà cuộc sống mang lại, bởi vì cuộc sống á, sẽ luôn mang lại cho các bạn cái điều phù hợp nhất hoặc là cái điều phản ánh chính xác nhất cái con người hiện tại của các bạn, cho nên là không thể sai được. Cho nên ở đây á, mình thấy là các bạn cần cởi mở hơn, làm việc nhiều hơn với bản thân. Và còn đối với những cái bạn nào mà các bạn đã có một cái mối quan hệ rồi á, thì mình thấy cái mối quan hệ của các bạn nó vẫn sẽ tiếp tục tiến triển như như bình thường. Nói chung mình không có cảm thấy nó có một bước ngoặt gì lắm, và cả hai bạn đều khả năng là đều tập trung nhiều cho khía cạnh công việc hoặc là phát triển bản thân. Mình thấy ở đây á, các bạn được lời cổ vũ là cái tháng 10 này các bạn nên cố gắng dành thời gian nhiều hơn với bản thân mình, dành thời gian để làm bạn với bản thân, với trái tim của mình. Và các bạn hiện tại giống như là các bạn đang 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 cảm thấy chưa có đủ dũng cảm, chưa có đủ mạnh mẽ để mà đối diện với những cái góc tối, những cái góc khuất bên trong á, thì trong cái tháng 10 này các bạn được bảo hộ, các bạn được ủng hộ, được củng cố thêm sức mạnh để các bạn làm việc đó. Cho nên nếu mà các bạn muốn mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn, nó dễ dàng hơn và mình sống một cuộc sống hạnh phúc hơn á, thì các bạn nên dành nhiều thời gian với bản thân mình, dũng cảm đối mặt và làm việc với bản thân, thì nó sẽ mang lại cho các bạn nhiều cái kết quả nó tốt đẹp hơn. Và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn nhân mã. Mình hy vọng là mang được thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với các bạn sư tử. Chào sư tử. Chào mừng các bạn đến với trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 10 dành cho các bạn về khía cạnh công việc lẫn tình cảm. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của sư tử như thế nào nha. Ừ.
Ok, đối với bạn sư tử ở đây á, thì mình thấy thứ nhất là trong cái vấn đề công việc của các bạn đi ha. Thứ nhất là trong vấn đề công việc ở đây mình thấy có một trường hợp đó là nếu như các bạn đang có một cái kế hoạch mở rộng nào đó, ví dụ như là mở rộng dự án đầu tư, mở rộng đối tác, đầu tư thêm nào đó, thì mình thấy các bạn nếu mà sau những cân nhắc mà các bạn muốn làm chuyện đó và các bạn chỉ còn chờ gọi là có may mắn hay không đồ này nọ, thì mình thấy là ok, có thể làm cái việc đó được, mở rộng phát triển được. Và mình thấy có thể là trong cái cuộc sống các bạn có nhiều cái dấu hiệu, ví dụ như là các bạn liên tục nhìn thấy chữ yes hoặc là do it này kia đại loại như vậy á, thì các bạn có thể tin tưởng vào những cái dấu hiệu đó ha, thấy chính xác. Và ví dụ còn hoặc là các bạn nằm ở trong cái trạng thái là các bạn muốn chuyển việc, các bạn muốn đổi việc, các bạn muốn nhảy việc, các bạn cảm thấy là mình không có còn phù hợp với công việc này nữa, mình đã đến cái vòng kết thúc rồi, bây giờ mình muốn có một cái gì đó tươi mới, thì ok, ở đây các bạn cũng được khuyến khích cái điều đó. Các bạn cũng được, nếu đó thật sự là những cái gì mà các bạn tin tưởng, những cái gì mà các bạn cảm thấy là mình phù hợp, mình không muốn ở lại đây nữa, thì hãy nghe theo cái nội tâm của mình, hãy nghe theo cái sự mách bảo bên trong của mình, cái cảm xúc của mình. Và ok, một trường hợp khác thì ở đây mình thấy ha, khả năng á là các bạn sẽ có một cái, trong cái công việc các bạn á, các bạn sẽ có nhiều cái giây phút vui vẻ, có thể là có một cái buổi tiệc nào đó, ví dụ Trung thu, Halloween, 20 tháng 10, bla bla, tháng 10 tính ra cũng nhiều lễ ha. Đại khái như vậy, có thể là có một cái buổi tiệc nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ, hội họp bạn bè, đồng nghiệp trong công ty, trong cơ quan là có thể có. Tuy nhiên ở đây á, mình cảm thấy là các bạn có thể tránh, hay tránh những cái sự gây gổ không cần thiết ở trong công việc của các bạn ha. Khả năng á là mình vẫn có cảm giác là trong công việc có thể là trong cái tháng này nè, các bạn sẽ vì vụt miệng nói một cái lời nào đó mà mình không phải mình cố ý như vậy, nhưng mà khi mà nghe qua cái màng lọc của người khác á, cái tai người khác á, có thể họ có một cái ý khác là họ khiến cho cái mối quan hệ đó nó có một sự hiểu lầm, hoặc là ý của các bạn như vậy nhưng mà trong cái quá trình các bạn trình bày các bạn bị như thế nào đó nói không rõ, người ta không hiểu, người ta bác, hoặc là ý của người ta như vậy nhưng mà họ nói bạn cũng không hiểu, bạn bác, nhìn chung là cái sự giao tiếp á nó sẽ có một cái gì đó nó hơi bị lỗi, nên các bạn còn chú ý cái khía cạnh đó. Và mình thấy ở đây á, các bạn có thể trong tháng nó đôi lúc là sư tử mà, các bạn sẽ bắt đầu cái tinh thần chiến đấu của bạn á, lên cao, hăng hái chiến đấu, muốn chiến đấu, muốn nhào vô rồi muốn này nọ, thì nó là do cái cảm xúc đó, thì mình cảm thấy các bạn có thể kiềm chế, bởi vì khả năng cái cảm xúc đó, cái sự tranh giành đó, muốn làm ngôi sao, muốn làm trung tâm đó, muốn giành công đồ đại khái như vậy, không phải giành công nhưng mà là muốn cái phương án của mình được đề bạt á, được chọn á, nó có thể khiến cho các bạn gây ra những cái sự tranh cãi, những cái sự mâu thuẫn nó thật ra nó không có đáng có và nó rất là nhỏ nhặt trong cái công việc, trong cái môi trường công việc của mình, là các bạn cần chú ý cái điều đó. Và các bạn được khuyến khích là trong cái tháng này nè, tháng 10 á, các bạn còn phải để ý nhiều hơn với lời nói của mình, nói chuyện nó hết sức là gọi là đi vào trọng tâm đó, đừng có vòng vèo lắc léo, đi vào trọng tâm lý tính, để cho người khác hiểu, chắc chắn là người đó hiểu rõ là các bạn muốn nói cái gì. Và ở đây ha, mình thấy là các bạn cũng được khuyến khích đó, là các bạn hãy trong cái công việc các bạn còn cẩn thận hơn, còn chậm lại bớt, còn có một cái sự xem xét, soi xét kỹ càng hơn. Mà mình có một cái bỗng nhiên nó hiện lên trong đầu mình, đó là các bạn cẩn thận hơn khi các bạn làm việc với những con số, còn đặc biệt là chú ý cái vấn đề đó. Và đôi lúc á, hãy cố gắng làm nguội cái đầu óc của các bạn trước khi các bạn đưa ra một cái quyết định gì trong công việc. Còn về vấn đề tình cảm thì mình thấy rất là rõ ràng ở đây, khả năng rất cao là các bạn sẽ thu hút một cái đối tượng nào đó đến trong cuộc sống các bạn, hoặc thậm chí mình có cảm giác cái đối tượng này có khả năng là họ đã đến rồi luôn. Và cái đối tượng này á, họ có thể là đại loại giống như là họ rất là bị thu hút bởi cái lòng nhiệt huyết của các bạn nè, cái những cái ý tưởng của các bạn, hoặc là họ rất là bị thu hút bởi cái dáng vẻ của các bạn, cái ngoại hình của các bạn, có một cái điều gì đó họ rất là thích, họ rất là để ý và họ cảm thấy là bạn đẹp trong mắt họ. Cho nên mình thấy ở đây là bạn thu hút một cái đối tượng đó vào trong cuộc sống. Nhưng mà cái đối tượng này với các bạn á, có thể là bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ quen cái người này, hoặc là cái đối tượng này có một khoảng cách nhất định với các bạn, có thể là khoảng cách về mặt địa lý, giai cấp, sự tôn giáo chẳng hạn, nó có thể khác biệt về những cái yếu tố đó. Tuy nhiên cái sức hút hai bạn dành cho nhau là có thật. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy ở đây á, cái sức hút này ở đây nó là, nói chung mình vẫn không có cảm giác nó là một cái gì đó thành hình thành dạng, có nghĩa là ngay lập tức các bạn xác định tình cảm với nhau hay là như thế nào thì mình vẫn chưa có cảm thấy nhiều, hoặc là có thể đi về cuối tháng 10 các bạn mới bắt đầu có những cái
cái xác định này. Hiện tại bây giờ mình thì cảm thấy nó nhiều ở cái mặt năng lượng. Có thể là các bạn đã thả thính nhau rồi, đã thính qua thính lại, hoặc là một bên đã bày tỏ nhưng mà bên kia chưa chịu, đại loại nó như vậy á. Và đây nó khuyến khích các bạn là hãy cứ tiếp tục lạc quan về cuộc sống tình cảm của các bạn, hãy cứ tiếp tục có những cái suy nghĩ tích cực, vì cái đối tượng các bạn hút vào đang là một cái đối tượng họ phù hợp với các bạn trong cái tình huống hiện tại này. Nhưng mà ở đây không biết tại sao khi mình rút lên mình vẫn có một cái cảm giác khác, là có thể đối với một số bạn á, những cái bạn nào đang mong chờ một cái người yêu mà người yêu đang ở phương xa, phương xa giống như là đang du học, đang làm công tác hay đang ở xa, khả năng tháng 10 này người đó sẽ về, người đó sẽ quay về, hoặc là các bạn sẽ có một cái cơ hội, cái dịp để các bạn gặp nhau. Nhìn chung là mình thấy rất là tích cực, rất là ổn. Nhìn chung là mình thấy ổn. Mình cũng không không có một cái cảm nhận nào thêm, chẳng qua là mình thấy là mặc dù mọi thứ nó vẫn đang ổn, nó đang khá tốt á, nhưng mà đâu đó bên trong các bạn có một cái số cái suy nghĩ nó tiêu cực, cho nên ở đây các bạn mới có một cái lời nhắc nhở là hãy lạc quan, hãy tích cực lên về cái cuộc sống của các bạn, về cái chuyện tình cảm của các bạn. Hãy luôn luôn cố gắng giữ cái tinh thần lạc quan. Đúng là chúng ta có thể buồn, chúng ta có thể buồn, chúng ta có những giây phút buồn, những giây phút suy sụp, nhưng mà chúng ta cũng phải nhận thức được rằng đó không phải là chúng ta, và đừng đưa ra một cái kết luận nào bi quan, cái kết luận nào u ám về bản thân chúng ta trong những cái lúc mà chúng ta đang bị cảm xúc nó che mờ đó. Và ở đây á, mình thấy là các bạn đang có một số cái sự chuyển giao, mặc dù có thể các bạn biết hay không biết. Mình cảm giác là các bạn có thể đang có một số cái hành trình, giống như là các bạn lên những cái nấc thang mới ở trong cái tâm thức, cái nhận thức của các bạn. Cho nên đây các bạn được khuyến khích là dành nhiều thời gian hơn với bản thân, nghỉ ngơi, đến gần với thiên nhiên. Và khi mà các bạn ở gần thiên nhiên, ví dụ như nuôi thú vật, là trồng cây, là ăn đồ ăn ăn đồ chay, ăn đồ thực dưỡng có nguồn gốc động vật, có nguồn gốc thực vật, nhầm nhầm có nguồn gốc thực vật đồ các kiểu á, thì các bạn sẽ thoải mái hơn, thư giãn hơn. Giống như cái hình ảnh cái cô gái này nè đó, nghỉ ngơi, thư giãn, đón nhận cái sự kỳ diệu của tự nhiên, đi du lịch sinh thái chẳng hạn, nó sẽ tốt cho các bạn. Và mình trong những cái giai đoạn mà các bạn chuyển giao này nè, có thể có những cái cảm xúc nó xáo trộn, nó bực bội, nó mâu thuẫn bên trong các bạn nó trồi lên, thì các bạn hãy thư giãn, nghỉ ngơi, thả lỏng để cái tiến trình nó diễn ra bên trong các bạn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bởi vì đây là một cái tiến trình tiến lên bình thường, thuận theo tự nhiên của con người, các bạn cũng không thể tránh hay chống lại nó được. Cho nên cứ thư giãn, thả lỏng và càng gần với thiên nhiên hơn, gọi càng nối đất á, bước chân trần trên cỏ đồ các kiểu á, thì các bạn sẽ càng cảm thấy là mình không có bị mông lung, mình không có bị cuốn theo những cái suy nghĩ nó hỗn loạn, những cái cảm xúc hỗn loạn đó. Và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn sư tử. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trái bài, và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Ok, tạm biệt.